Là những tiểu hoa Cbiz hàng top hiện nay, Triệu Lộ Từ, Bạch Lộc và Ngô Thư Hân sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Cũng bởi vì danh tiếng cùng nhan sắc xinh đẹp mà ba mỹ nhân đình đám cũng thường xuyên tham dự, bén duyên với các sự kiện show diễn thời trang. Thế nhưng trái với kỳ vọng, hầu hết những màn xuất hiện của bộ ba tiểu hoa nổi tiếng đều mất điểm hoàn toàn trong lòng công chúng, dù hội tụ đủ combo mặt xinh, body thon gọn. Do đó, khả năng biến đồ hiệu thành hàng chợ không tôn lên được sự cao cấp xa xỉ của Triệu Lộ Từ, Bạch Lộc, Ngô Thư Hân đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng xứ Trung. Đặc biệt khi so sánh với lần đầu tham dự Fashion Week một năm về trước, khí chất của dàn tiểu hoa vẫn không hề có sự tăng tiến. Dù vậy, phong cách đời thường của ba mỹ nhân này vẫn nhận về nhiều lời khen có cánh, nên phải chăng chỉ là họ không hợp đồ high fashion? Nổi tiếng nhất trong dàn tiểu hoa hiện nay, Triệu Lộ Từ đã được duyên danh phận đại sứ toàn cầu của thương hiệu Versace. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 hầu hết đều gây thất vọng trong những lần xuất hiện tại sự kiện của nhà mốt. Mẫu số chung cho những tạo hình lệch pha này của Triệu Lộ Từ được cho là phần lớn đến từ việc lựa đồ dìm dáng, khiến vóc dáng nữ diễn viên mất đi sự cân đối. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm không phù hợp với gương mặt cũng khiến cô nàng mất điểm trước công chúng. Tuy nhiên thì phong cách đời thường của Triệu Lộ Từ lại nhận về nhiều lời khen ngợi có cánh vì hợp với ngoại hình của cô. Vừa qua thì Bạch Lộc cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều với những hình ảnh cam thường tại sự kiện của Gucci. Từ trang phục kiểu tóc đều được cho là không phù hợp với nữ diễn viên khiến cô trông kém nổi bật tại sự kiện. Đôi giày đế bánh mì cũng phần nào vô tình dìm vóc dáng của nữ diễn viên đình đám. Trước đó thì Bạch Lộc cũng bị hung thần Getty Images bóc trần nhan sắc với kiểu make up dày cộp trắng bệch khi tham dự show diễn của Byman. Bạch Lộc cứ mặc như đời thường thì lại được yêu thích. Sở hữu vóc dáng nổi bật hơn Triệu Lộ Từ và Bạch Lộc, nhưng Ngô Thư Hân cũng chịu chung cảnh khi quá lạm dụng phong cách make up hot girl The Queen. Điều này đã khiến nữ diễn viên giảm đi thần thái sang chảnh, cũng như làm gương mặt bị đơ cứng đi phần nào. Kiểu tóc buộc cao đuôi ngựa khiến không ai nghĩ outfit của Ngô Thư Hân là hàng hiệu, khác hẳn với Fiber Cool khi model diện. Trong khi đó thì style đời thường sang chảnh thời thượng của Ngô Thư Hân, nhan sắc của cô cũng xinh hơn rất nhiều khi trang điểm nhẹ nhàng. Các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.